Có một bạn comment, anh chơi Bleach Brasodia. Và thế là sau 100 giờ trải nghiệm Bleach Braso mới đã có cái nhìn tổng quát và chi tiết hơn về tựa game này và review cho anh em nào đam mê Bleach nhá. Mình thấy đây là một tựa game hành động gacha, và những anh em nào mà yêu thích thế giới của Bleach chắc chắn sẽ tìm thấy nhiều điều hấp dẫn ở trong game đấy. Tuy nhiên là sau thời gian dài chơi thì cũng có những yếu tố là mình suy nghĩ lại về độ hấp dẫn bền vững của nó anh em ạ. Thứ nhất, về đồ họa và cảm giác chiến đấu thì cái tựa game Bleach Braso này sử dụng một cái đồ họa 3D, nói chung là nó cũng khá là đơn giản thôi, nhưng mà cũng sắc nét anh em ạ. Mình thấy cái lối đồ họa kiểu như thế này thì anh em chơi vẫn có cảm giác 3D, nhưng mà cái dung lượng thì nó không quá nặng, vẫn giữ được cái chất lượng hình ảnh anime gốc anh em nhé. Các cái chiêu thức và hiệu ứng kỹ năng thì được tái hiện lại khá tốt anh em nhé. Cũng phải thừa nhận là mỗi một lần kích hoạt một chiêu Bankai của Ichigo chẳng hạn là cũng thấy ok la phết anh em ạ. Tuy nhiên thì sau 100 giờ chơi thì phần đồ họa bắt đầu cảm giác là hơi cũ đi một tí rồi, đặc biệt là khi anh em mà gặp lại cùng một kỹ năng hay là hiệu ứng từ nhiều nhân vật khác nhau chán cười. Các cái hiệu ứng hoạt ảnh thì nó đẹp ấy, nhưng mà nó lại hay lặp lại quá anh em ạ. Nhất là khi hệ thống gacha thường làm anh em nhận được nhiều bản sao của cùng một nhân vật. Thứ hai, về lối chơi và hệ thống gacha. Lối chơi ở trong Bleach Braso là kết hợp giữa hành động, thời gian thực và yếu tố nhập vai. Thế cho nên là anh em sẽ có thể điều khiển một đội gồm 3 nhân vật thực hiện các nhiệm vụ thông qua là oánh quái. Sau khi mà oánh mấy con quái nhỏ xong thì sẽ đến tiêu diệt con boss và vượt qua các màn chơi lần lượt như thế. Game thì có các cái chế độ như là cốt truyện PvE đấy, với cả đấu trường đánh người với người, nhưng mà sau 100 giờ chơi thì mình thấy lối chơi nó lại hơi bị lặp lại một tí anh em nhá. Cái đánh quái hoàn thành nhiệm vụ ngày dần dần chán, mất đi cái sức hút anh em ạ. Các cái màn chơi thì nó chưa có nhiều thử thách mới mẻ cho lắm. Dù chế độ nó có khó hơn một tí nhưng mà nó không tạo ra được cái khác biệt quá lớn anh em nhá. Cái yếu tố gacha trong tựa game này thì mình thấy nó cũng hay, nhưng mà nó cũng nhiều tranh cãi anh em ạ. Bởi vì là nếu như anh em muốn sở hữu nhân vật mạnh hoặc là yêu thích thì anh em lại phải sẵn sàng chi tiền cho cái việc quay. Và sau 100 giờ thì mình nhận ra rằng dù mình đã có một đội hình tương đối mạnh nhưng mà phải liên tục đầu tư thời gian hoặc là tiền bạc vào đây để quay nhân vật mới. Tự nhiên là nó trở thành một cái áp lực về kinh tế anh em nhá. Nếu như mà không có đủ kim cương, tài nguyên các thứ để quay mà nhìn những anh game khác, như kiểu là tướng mới nó cứ ra thì nếu như mình chưa sở hữu được thì mình sẽ cảm thấy cay cú anh em. Nhưng mà đây thì cũng là một trong những cảm giác khá là thường xuyên khi mà chơi những cái tựa game gacha. Cho nên là anh em nào mà thường xuyên chơi kiểu tựa game như thế thì có lẽ là sẽ bớt áp lực hơn. Thứ ba, về cốt truyện và nhân vật thì cái tựa game Bleach Braso này làm khá là tốt trong việc tái hiện lại cốt truyện của Bleach anh em nhá. Nên là anh em nào mà cày kỹ cái bộ anime Bleach thì sẽ cảm thấy cái tựa game này nó rất là quen thuộc và sẽ rất là đam mê đấy, mình nghĩ là như vậy. Nhân vật các kiểu thì đều có Ichigo, Rukita, Kenpachi vân vân và mây mây. Nói chung đây là một cái điểm mạnh của game đấy anh em ạ, có rất rất nhiều nhân vật luôn. Ok la. Nói đi vẫn phải nói lại thì sau 100 giờ chơi mình vẫn nhận thấy rằng là nội dung cốt truyện mới không được cập nhật quá nhanh anh em nhá. Dù có những cái sự kiện nó cập nhật theo mùa và nhân vật mới, nhưng mà việc trải qua các cái nội dung quen thuộc để đôi khi trở thành nhàm chán khi mà anh em đã chơi qua những cái phần cốt truyện chính vài lần rồi. Thứ tư, về hệ thống PvP và PvE. PvP là nơi mà anh em thử thách cái đội hình của mình với những người chơi khác. Sau 100 giờ chơi thì mình nhận thấy rằng hệ thống PvP không quá sâu sắc anh em nhé. Chủ yếu dựa vào việc anh em có sở hữu nhân vật meta mạnh hay không, tức là nó ít mang tính chiến thuật nhiều. Chủ yếu anh em là money đấy, cứ tướng mạnh vào thì nó sẽ ok la thôi. Thế cho nên dẫn đến việc là nếu như anh em không quay được những nhân vật phù hợp từ hệ thống gacha thì anh em sẽ khó có cơ hội cạnh tranh với những người chơi khác. Thứ năm, về cảm nhận của mình sau 100 giờ chơi cái tựa game Bleach Braso này thì mình có thể nói rằng đây là một trò chơi đáng thử với những anh em là fan của Bleach, nhưng nếu anh em không phải là fan trung thành thì trò chơi có thể là sẽ không giữ chân với anh em được lâu. Chia sẻ thật với anh em là như vậy. Ví dụ như mình đây cũng là một fan phong trào thì sau 100 giờ chơi là bắt đầu có sự nhạt dần anh em nhá. Lối chơi thì nó hơi lặp lại một tí, gacha thì đòi hỏi một sự đầu tư lớn. Thế cho nên lúc đầu chơi cảm giác rất là cuốn, nhưng mà chơi ui ôi, đặc biệt là chơi ban đêm mà đang buồn ngủ nữa thì cảm giác nó mất đi cái sự cuốn hút anh em nhá. Nhưng mà dù sao thì cái việc mà anh em có thể điều khiển những nhân vật yêu thích từ trong cái bộ anime Bleach và có thể trải nghiệm lại các cái khoảnh khắc trong anime thì vẫn là một cái điểm cộng dành cho cái tựa game này anh em nhá. Đúng cái váy lại thì mình thấy tựa game Bleach Braso này là một tựa game đáng chơi với những anh em là fan hâm mộ của Bleach, nhưng mà chưa phải là một trò chơi phù hợp với tất cả mọi người. Hệ thống gacha có thể làm nản lòng những ai mà không muốn đầu tư nhiều như mình đây này. Đấy, cái lối chơi thì sau một thời gian dài anh em chơi thì nó cũng nhạt dần đi. Tuy nhiên với cái đồ họa đẹp như thế này và việc tái hiện lại rất tốt cái nội dung cốt truyện của Bleach thì đây vẫn là một cái tựa game mà có thể mang lại nhiều cảm xúc cho anh em fan của bộ truyện nhá. Nếu không biết là có nhiều anh em đang chơi cái tựa game Bleach Braso này không? Nếu như anh em mà có thêm cái tựa game nào hay ho thì có thể để lại comment ở bên dưới, mình sẽ trải nghiệm trong 100 giờ và đưa ra review cho anh em nhá.
Doja. どうぞ。